anh gấu đã quấn vào sổ rồi. Cái này chạy đĩa này, cái gì nhỉ? Chạy đĩa, chạy không ăn, chạy đĩa, cắm cái điện thoại, TV, vi tính. Ngoài ra có thức MD này có thể làm giải mã từ TV đời mới vào đây. Có cổng phát quang. Giải mã là... Như TV đời mới nó có cổng phát quang ở phía sau TV. Yeah. Anh muốn nghe nhạc từ TV hoặc nghe nhạc trên mạng. Thì anh cắm qua đĩa thức MD này. Bộ này đều kết nối được hết. Quấn cho chú cái đôi loa này đi, chú lấy đôi loa này. Không đâu quấn rồi. Đấy, thì bên em có rất rất nhiều mẫu. Tầm dưới 10 triệu hoặc là trên 10 triệu thì có. Đây là mẫu Technic này là Technic Su 70, 10 triệu 500 cả kiển zin. Alo. Đúng rồi. Cái này để phòng khách nó cũng vừa phải nhỉ? Ừ. Anh bảo okay. Phòng khách chung cư để... những cái bộ này là để ở đây cho tao ở chỗ. Sai loại đi phòng khách. Cái này ngon. 16 ông là ông xem cái loại gì nhỉ? Những bị chuẩn hay là cái gì là gì bao nhiêu? Rất nhiều cái là dàn dàn cổ chọn vào. Họ bảo là cái dàn lấy cổ lắm rồi, bây giờ không có đâu. Bây giờ có cái loại loại đời mới bây giờ nó đây có cái ba khớt rồi. Không đầu cứ để đấy nhỏ. Đầu để cho anh nhá, thử thưởng. Vâng, bây giờ đấy thì em cứ nói qua cho anh là cái mẫu bộ này đắt nhất này, 16 năm này. Chỗ đầu còn những bộ này tầm 10 triệu. Còn ra là nó vào tầm của 35 phân thôi. Nó có 3 loa. Em bỏ đấy ra, chỉ vào đây. Đấy thì bên đấy là đồ ghép đấy à? Bỏ đấy ra đây. Bác ngoài ra đây. Ông bảo ông gọi đi ra ngoài này nguyên bộ anh một cái bộ nào đấy luôn cái này.